nhặt giày đi trong nhà và xin chào những đôi giày ngoài đời. Để xem. Này hả? Quê quá trời rồi. Còn đôi này thì sao? Chắc chắn là không. Không. Thật tệ. Gì vậy? 2019 à? Súng bắn keo của mình. Chuẩn rồi đấy. Nhưng trước tiên mình cần một cái khuôn. Ôi, ngón chân của mình dễ thương ghê. Nhìn kìa. Bây giờ trò vui mới thực sự bắt đầu. Bắt đầu đổ keo lên các ngón chân. Mình chọn ánh vàng lấp lánh, màu sắc yêu thích của mình đấy. Và khi nó khô, hãy lấy nó ra. Có ai thích ngón chân vàng không? Độc nhất vô nhị luôn. Y như mình vậy. Biến đi. Hả? Wow, giày mới à? Được rồi, mình thích phối đồ lắm. Này là cỡ mình luôn á. Nhưng mình có thể làm chúng xịn hơn. Bạn vẫn có thể nhìn thấy đôi giày. Đáng yêu quá à. Và chúng không tốn một xu nào. Lại phải lết sang đi học. Ít nhất mình còn có điện thoại làm bạn. Ôi không, áo tôi. Sao mà mặc được nữa? Khoan, mình có cách xử lý rồi. Mình có thể dùng bút chì. Ok đấy. Mình sẽ dán cây bút chì vào áo. Rồi dán thêm nhiều cây nữa. Mình sẽ làm như vậy từ trên xuống dưới. Đảm bảo che được hết vết bẩn. Xinh quá nè, thật là sặc sỡ. Đừng nói cho ai biết nhé. Cảm ơn nhé. Tớ biết, trông tớ rất lộng lẫy. Tớ sẽ là nữ hoàng dạ hội. Nhưng trước hết mình cần tìm một chiếc váy. Không, thôi, không, chẳng đẹp gì cả. Chẳng có váy nào đẹp. Đợi đã, đúng rồi, chính là nó. Các chi tiết, tính nghệ thuật, đính đá. Đẹp quá đi mất, chiếc váy trong mơ của mình. Mình mặc chắc sẽ đẹp lắm. Khoan đã, bao nhiêu cơ? Cho một chiếc váy. Wow, thật điên rồ. Mong là mình có đủ tiền, để xem nào. Sao mà đủ được cơ chứ? Chiếc váy không dành cho mình rồi. Nhưng không sao, cứ mơ thôi. Mà chờ một chút, mình có một ý tưởng. Cần cái này. Mình sẽ biến thứ này thành một món đồ đặc biệt. Mình sẽ đặt nó lên bàn. Sau đó mình sẽ lấy bút dạ màu đen, rồi vẽ một đường ngang qua ngực. Tiếp theo mình cần vẽ một đường lên vai. Không thể quên phía bên kia nè. Bây giờ mình sẽ vẽ một đường ngang qua cổ. Xong rồi thì lấy một cây kéo và cắt nó thành nhiều phần. Mình đã cắt vải phản quang thành dải. Sau đó gắn dây đai vào viền cổ và eo. Vậy là mặc được rồi. Wow, thật tuyệt vời. Mình sẽ phối với quần dài lấp lánh, cực kỳ sang điệu luôn. Và làm cũng rất dễ nữa. Quẩy lên nào. Oh yeah. Jasmine là nữ hoàng dạ hội mới. Trời đất ơi. Thế này thật thư giãn. Chẳng mấy khi được như vậy. Lâu lâu thay đổi cũng tốt mà. Mình sẽ tận dụng khoảng thời gian này. Hả? Gì vậy? Justin nhắn tin. Gì? 15 phút. Mình cần phải chuẩn bị. Mình quên đáng mất có hẹn với anh ấy. Phải nhanh lên mới được. Không có thời gian để làm tóc. Một chút phấn nè. Vậy được rồi. Áo này xinh ghê. Sắp xong rồi đó. Mình mặc quần jean lúc nào cũng hợp. Quần chật hơn nhiều so với mấy lần trước. Trời ạ. Không vào. Mình không có nhiều thời gian. Sao lại khó đến vậy? Bực mình quá đi mất. Hãy thử lại lần nữa. Khoan. Mặc được rồi. Thật là nhẹ nhõm. Vẫn còn thon gọn lắm. Đi chơi thôi. Mà chờ một chút. Đùa tôi hay gì hả? Bảo sao mình thấy mát thế? Đúng là một thảm họa. Lại gì nữa đây? Lại phải thay đồ. Thật nhanh. Trừ khi mình đã có cách rồi. Mình sẽ cần miếng vải ren này và một cây kéo. Cắt miếng vải làm đôi nè. Và mình sẽ cắt dọc theo đường may của quần jean. Cắt mãi xuống dưới ống quần nha. Tiếp theo mình sẽ nhỏ keo vào đường may. Sau đó dán vải ren lên đó. Mình muốn một chiếc quần thật đẹp. Vậy là được rồi. Y như những gì mình tưởng tượng, chỉ muốn khoe với mọi người ngay. Thế này dễ hơn hẳn. Vải jean làm váy maxi cũng đẹp lắm. Dạ, em đang đến nhé. Co giãn thật thoải mái. Cảm nhận sức đốt. Mình phải tập luyện chăm chỉ để giữ cơ bắp. Vậy mới đẹp được. Trời ơi, Justin đang nhìn về phía mình. Mình rất tệ trong việc tán tỉnh. Anh đang tự nhấn mình trong gương đấy chứ. Hả, lại còn thế nữa. Việc này sẽ khiến anh ấy chú ý. Mình là cỗ máy tập luyện mạnh mẽ. Không, không gì cả. Hãy thử một cách tiếp cận khác. Mình sẽ xoay cổ, đồng thời hất tóc một cách tự nhiên, giống như trong các quảng cáo dầu gội đầu. Wow, chóng mặt quá má ơi. Nghỉ một xíu đã.
Và anh ấy vẫn không nhìn qua đây. Em làm hơi lố rồi đấy. Chỉ mê bắp tay của anh thôi. Wow. Người đâu mà kỳ cục, chẳng hiểu gì cả. Ôi hiểu rồi, tóc mình thấy ghê quá, phải sửa lại mới được. Và mình biết phải làm gì rồi, sẽ tuyệt lắm đây. Mình sẽ khiến Justin phải châm trồ. Lấy pha hứng tập bơi nè, mình sẽ cắt ra một mảnh, chừng đó chắc là đủ rồi. Sau đó mình sẽ cuốn tóc quanh pha hứng, siết chặt một chút nha. Mình cần cố định tóc, dùng vải lưới này là được. Chuẩn không cần chỉnh, mình sẽ làm tương tự ở bên kia. Vậy là có tóc xoăn tức thì. Chỉ cần chờ một lúc, anh ấy sẽ rất ngạc nhiên cho coi. Ôi Justin, lại gì nữa đây? Em đang đeo gì vậy? Xem nè, đợi em một xíu thôi. Cứ như mới bước ra từ salon vậy. Anh chưa từng thấy điều này ở phòng gym. Đây là đoạn cuối cùng, sau đó thì hất tóc tự tin. Anh thấy thế nào, có thích không hả? Wow, em đẹp quá đi mất. Đó là phản ứng mà em mong đợi, biết ngay sẽ thành công mà. Ê Jasmine, lát nữa đi chơi với anh không? Em có thể xem anh tập tạ. Thôi mình đi ăn tối đi. Đúng vậy, Barry và Bella sẽ quẩy tung rời tối nay cho xem. Ủa, sao cậu chưa lên đồ vậy? Tớ chả có gì để mặc cả. Nghe này Bella, tớ giúp cậu được mà, cứ ngồi im đấy. Ok, đứng dậy đi nào, đừng có ngả ngớn nữa, mặc thử cái này vào coi. Ôi Barry, áo dễ thương quá, màu tím hợp với tớ quá nè. Nhưng dây áo ngực lộ ra kỳ lắm. Cậu biết gì không Barry, tớ có ý rồi này. Gặp lại mày sau nhá áo ngực, giờ thì không cần mày nữa. Ôi không, hình như lại cần đấy. Ê gái ơi, tớ có ý này hay đây này. Áo ngực thể thao ổn áp đó. Áo ngực thể thao á, không bao giờ, quê lắm. Cậu khó như bà già ấy Bella. Thôi được rồi, nhìn này, mình lấy miếng mút ra khỏi áo được nè. Giờ dùng nó thông minh một tẹo là được, cậu hiểu chưa nè? Hiểu rồi, tớ sẽ nhét vào trong. Hoàn hảo, không còn dây áo mà vẫn che chắn hoàn toàn. Trông được đấy, tối nay chị em mình quẩy hết nấc nhá. Xõa tóc già, quyến rũ đó nha. Bánh tart này ngon lắm đây. Betty ơi, tôi có quà cho cậu đây. Ôi, cảm ơn Bella. Nhìn này, xinh dã man, tớ thích lắm á. Tớ sẽ mặc thử ngay và luôn. Ôi, nó hơi to rồi ý. Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu nhá, món quà ý nghĩa lắm. Úp gì có cách nào làm nó vừa với mình nhở. Này, chờ chút xem nào, biết đâu lại được. Bella ơi, nhìn nhá, tớ có ghim băng và dây cáp. Với hai thứ này, tớ sẽ sửa được nó. Chỉ cần lộn áo ra và mặc ngược lại. Được rồi nhá ghim băng, làm việc đi nào. Tớ sẽ kéo áo vào đến khi vừa người và ghim lại cố định. Nhớ làm ở cả hai bên của đường may nhá. Giờ thì luồn dây qua ghim băng. Vào một đầu và ra đầu kia, cứ như thế này. Giờ tớ chỉ cần kéo thật chặt. Giờ thì lộn lại như cũ. Tuyệt, thành công rồi, vừa như in luôn nha. Wow, cậu làm thế nào vậy Barry? Cậu mặc nhìn đẹp lắm đấy. Nhưng chẳng gì đẹp bằng tình bạn của chúng mình đâu. Cái này trông khá hay đấy. Còn khuyến mãi này nhỉ? Ai vậy? Không thể nào. Tối nay mình có hẹn á. Mình phải chuẩn bị sẵn sàng. Đầu tiên là quần áo. Không, mình sẽ mặc cái này. Ôi không, bẩn mất rồi. Nhưng đây là cái quần đẹp nhất của mình. Mình nên mặc gì bây giờ? Sao mình thấy nó giống một con bướm bướm nhở? Mình có thể sửa nó lại á. Làm bướm bướm thôi. Dễ thương quá. Bây giờ mình sẽ dán nó vào cục gỗ này. Nhanh lên trước khi nó khô. Bây giờ hãy vẽ lên con bướm. Mình chọn màu đen đậm. Bây giờ trước khi khô, hãy ịn nó lên vải. Thêm bao nhiêu tùy thích. Mình thích nhiều. Che các vết bằng giấy sáp nào. Và dùng bàn ủi đè lên chúng. Sau khi ủi một lúc thì bạn hoàn tất. Nhìn dễ thương ha. Bà không ai có chiếc quần này cả, thật độc đáo.
Được rồi, mình đã sẵn sàng. Ôi, cũng đẹp đấy. Wow, tư thế ngầu nha. Anh ấy thật nhạy cảm, đẹp như mơ. Ok, mình thích ảnh này nè. Giống như anh ấy đang nhìn thẳng vào mình. Tụi mình sẽ rất đẹp đôi. Thả tim ngay thế nào. Ủa, anh ấy có hình xăm à? Phải nhìn kỹ hơn xem sao. Ngủ bá cháy. Và trái tim đó. Dễ thương quá đi mất. Hay mình cũng tha thu nhỉ. Cánh tay mình chẳng có gì thú vị, nhưng mình sợ mũi kim lắm. Tệ chút, quên mất còn có hình dán này. Có lẽ mình không cần hình xăm, dùng cái này cũng được. Thử thôi, mất gì đâu. Mình sẽ bóc miếng dán phía sau và đặt nó lên cánh tay, vô cho thật phẳng. Bây giờ mình cần phấn mắt. Mình sẽ chọn màu cam. Mình muốn phủ lên trái tim. Tiếp theo mình sẽ thử màu xanh lam. Sẽ đẹp lắm cho mà xem. Sao mình không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Trông nó sẽ chẳng khác nào một hình xăm thật. Và chẳng cần chịu đau một xíu nào. Wow, còn đẹp hơn mình nghĩ nữa. Sao thì thôi. Và đăng tải nè. Mong là Justin sẽ thấy nó. Wow, quá trời người thả tim luôn. Ôi, có tin nhắn. Điều này thực sự đang xảy ra. Tất nhiên là đồng ý. Mình có cuộc hẹn với Justin. Woohoo, phải chuẩn bị ngay mới được. Hôm nay thật tuyệt vời. Mọi việc đều suôn sẻ. Đau quá. May là không có ai thấy cảnh vừa rồi. Ôi không, váy của mình rách mất rồi. Chắc là vẫn sửa được. Mẹ thiên nhiên sẽ rất tự hào. Và mình cũng vậy. Bạn có thích nhẫn mới của tôi không? Tôi thích chiều chuộng bản thân lắm. Chà, mình thích vàng quá. Wow. Tôi thích sưu tầm những món đồ cũ. Chiếc đồng hồ đó, đó là thứ đắt nhất ở đây. Cái gì? Nó đang muốn nói điều gì à? Tôi không hiểu. Hả? Đó là một lá thư. Không biết là gì nhỉ? Chỉ có một cách để tìm hiểu. Tôi nghĩ đó là buổi trình diễn thời trang. Bạn nói đúng. Vậy sao? Chúng ta phải đi thôi. Được rồi, nhưng trước tiên là phụ kiện. Mình thì không có rồi. Đó là hàng hiệu hết hả? Mình còn chả có ví. Không. Ở đây có gì thế? Không. Còn ở đây thì sao? Ellie mặc quần lót kiểu bà già. Tôi biết rồi, xin nhé. Này, ôi. Ôi, có rồi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Chuẩn, đã đến lúc thiết kế. Nhưng trước tiên hãy cắt bỏ phần giữa này. Như vậy sẽ vệ sinh hơn. Hoàn hảo. Và thế là mình sẽ có một cái áo. Sunny, đó là cái gì vậy? Áo crop top mới của tớ đấy. Rất dễ thương luôn. Trông được đó nha. Tớ cũng sẽ biến đổi một tí. Xem chiếc thắt lưng này có thể làm được gì nhé. Đây là cách mình đeo nó. Phải xoắn và thắt cẩn thận. Rồi luôn qua đây và đây. Chỉ cần một nút thắt nữa thôi. Chúng ta bắt đầu thôi. Trông tôi thế nào? Chà, thật tuyệt vời. Nó hoàn toàn phù hợp với bạn. Tôi biết, chúng ta đi ra khỏi đây thôi. Ôi trời. Cười nào. Tôi có thể quen với điều này. Phun nè. Hãy cho chúng tôi biết thủ thuật nào bạn đã làm thành công trong phần bình luận nhé. Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và đăng ký kênh của chúng tôi để xem thêm nhiều video hay ho như thế này đấy. Sắp muộn giờ rồi. Lấy đôi này đi. Cũng được đấy. Mình nên mang túi nào nhỉ? Phụ kiện vô cùng quan trọng nha. Có hợp với váy không nhỉ? Mình không chắc nữa. Không ổn rồi. Còn gì nữa không? Trông cũng tạm. Nhưng nó không hợp với đôi giày. Nó phải ở nhà thôi. Ồ, chắc được nè. Màu này cứng xỉu. Nhưng không gây ấn tượng lắm. Chắc chắn không được. Không, không. Không đời nào. Không có cửa. Mình đã thử hết túi. Chẳng cái nào phù hợp với trang phục. Mà mình cần túi không? Cầm đồ trên tay cũng được mà.
hoặc là không. Ôi, khoan đã, hoàn hảo luôn. Mình đã có kế hoạch, mình sẽ bỏ tiền vào trong ví, còn cả đồ trang điểm nữa, đút vừa nè. Yeah, vui quá đi mất, phải như vậy chứ. Và đôi giày trông rất độc đáo, mình có thể đi ăn tối rồi. Tao thức rồi, im đi. Tiếc quá, mình đang mơ đẹp, chẳng thức dậy sớm tí nào. Tóc tai có như cái tổ quạ, mình cần đi gội đầu. Hãy thử lại lần nữa, chuẩn không cần chỉnh, dùng máy xế cho nhanh khô vậy. Chờ chút, da mình xỉn màu quá. Không sao cả, mình đã có cách rồi. Mình sẽ đắp mặt nạ này, rồi da rẻ sẽ đẹp ngay. Nó giống như một loại kem kỳ diệu, da mình sẽ trở nên rạng rỡ. Phải bôi cả phần mũi nữa. Ai nói làm đẹp là chuyện dễ nào? Cần thêm nữa. Ngủ dậy thơ mà nhiều thủ tục quá. Phew, nhiều việc quá cơ. Nên bỏ hơi tai. Mình sẽ chợp mắt một lát. Như Nicole không thể lái xe hơi. Hả? Chắc hẳn mình đã ngủ quên. Ủa, mấy giờ rồi ta? Vâng, không thể nào. Mình để mặt nạ trên mặt quá lâu, không bóc ra được. Sao ai cũng nhìn mình chằm chằm thế? May quá có em làm nền cho anh. Hãy già đi một cách duyên dáng. Không, không thể để chuyện đó xảy ra. Ok, nghĩ đi, phải có cách xử lý vấn đề này. Máy hút bụi, đương nhiên rồi, mình sẽ dùng máy để hút mặt nạ. Chỉ cần mỗi cách đó thôi. Cầu may nào, hiệu quả nè, hút được mặt nạ ra rồi. Dễ ở luôn ấy, cảm giác hơi nhột, mình đã gần xong rồi. Đó, sạch bong luôn, trắng sáng không tí vết. Chỉ còn một việc nữa thôi, cho mi vào thùng rác. Đó là bí mật nhỏ của chúng ta, ok. Không tin tưởng là mình đã ngủ quên, nhưng vẫn đến trường đúng giờ. Nhanh nhanh thay đồ vào lớp thể dục, ít nhất mình còn nhớ mang quần áo. Chơi bóng nào. Ê, tớ ở đây. Hả, bừa bãi thế này. Bọn trẻ con này cứ quen lôi thôi. Thế thì cho hết vào thùng rác. Làm lao công chẳng bao giờ hết việc. Chúng sẽ làm gì nếu không có mình? Thì chắc sẽ thuê người khác thôi. Tôi kệ đi, xong việc rồi đấy. Trận vừa rồi hay quá, thay lại đồ thôi nào. Ủa, cái quần của mình đâu rồi? Nãy ở đây mà. Nó không thể cứ biến mất như thế. Thôi chết rồi. Thế này sao mà vào lớp được? Hả? Khăn của mình. Nó có thể hữu ích đấy. Mình sẽ gấp làm đôi, sau đó mình sẽ quấn quanh eo. Đầu này trước, rồi đến đầu kia. Mình sẽ cần dây buộc tóc, mình sẽ kẹp vải vào luồn dây buộc tóc của nó. Nó sẽ giúp giữ cố định. Wow, đẹp quá đi. Ít nhất giày vẫn còn ở đây. Giày ma, giày ma. Phew, mệt dã man. Mình đã dọn dẹp nhà cửa, hút bụi đến mọi ngóc ngách. Còn bây giờ thì giặt đồ. Không được ngơi tay một phút nào, nhưng cũng phải làm thôi. Dù sao cũng gần xong rồi, chỉ cần lau ủi đồ là hết việc. Sau đó mình có thể thư giãn. Chắc là mình sẽ xem phim. Ồ, có ai gọi nè, để nghe máy xem sao. Alo nè, cậu có khỏe không? Thôi đã, mình đi làm gì cơ? Hay quá đi mất, đi ăn trưa nhé. Ủa, mùi gì vậy? Nó giống như mùi cháy. Không, cái bàn là áo của tôi thủng một lỗ rồi, không thể mặc nó nữa. Hoặc là có, mình có một ý tưởng. Mình chỉ cần một chút cảm hứng. Để xem nào. Ồ, nó đẹp quá, có thật nhiều màu sắc. Mình sẽ đặt nó lên trên lỗ và lấy màng bọc thực phẩm. Bọc màng thực phẩm lên bức tranh, rồi cắt màng bọc bị dư ra, không cần nó nữa. Tiếp theo mình sẽ cần một tờ giấy chịu nhiệt, trải giấy lên phía trên màng bọc. Mình cần phải che kín nó. Và dùng nhiệt nào, mình sẽ đưa bàn là trên khắp bức tranh, làm cho nó phẳng và mịn. Vậy là xong rồi, mình là chuyên gia dùng bàn là. Mang là thành công. Chỉ cần bóc giấy ra, đúng như kế hoạch của mình. Wow, mình nên đốt thêm áo. Này, mình đã là nhà thiết kế thời trang. Câu này khó quá. Tí hí xíu nào, để xem nào. Bingo, chắc chắn mình sẽ đạt điểm cao. Hả? À, hôm nay mình chọn con đường thơ mộng. Làm gì đấy? Giày đẹp ha. Hàng độc có 102 đấy. Đây là đôi duy nhất trên thế giới đó. Wow. Xin chào. Ồ, cậu đang tìm kiếm câu trả lời à? Thế này có đủ tất cả. Đỉnh quá phải không nào? Tớ biết, hashtag may mắn. Tôi đang đến đây thưa cô. Tôi tìm thấy hai đôi cỡ 8. Không. Đôi này thì sao? Không. Ồ, ok. Mực bội ghê. Đôi này. Đây. Eo ơi. Ồ, còn lâu. Thôi đủ rồi. Đừng, hãy cho tôi một cơ hội nữa. Mình phải nghĩ cách mới được. Và mình có ý cực hay. Giày trơn.
Không thành vấn đề. Khăn quàng xinh xắn có thể làm thay đổi mọi thứ, chỉ cần cắt nó cho vừa. Còn gì đẹp hơn đế bằng vàng chứ? Nhìn đã biết con nhà có điều kiện. Đỉnh của Charles. Chán quá. Thích không ạ? Thích ạ? Mê luôn ý. Đúng cỡ của tôi không? Ôi trời, thành công rồi. Đây là đôi giày dễ thương nhất của đất. Cảm ơn anh. Anh xứng đáng được vua hậu hĩnh. Cứ cầm hết đi. Mình quá là may mắn. Mình sẽ đi Bahamas nghỉ dưỡng. Wow, nơi này thật dễ thương. Và em nhìn những đôi giày này xem. Nó giống như kẹo vậy. Của mình. Đôi này ạ. Ồ, ở chỗ này đủ không ạ? $1. Chưa đủ mua một dây quai. Thật á? Em chỉ có ngần đó. Nhưng em rất thích đôi này. Để xem anh có thể làm gì. Anh có đôi này từ mùa trước. Ôi, có lẽ mình nên đeo thử xem sao. Mong là vừa chân. Xem nào. Ok là đấy. Nhưng mình không chắc nữa. Chắc là sẽ phải chỉnh sửa một chút. Trong trường hợp này, tất cả phụ thuộc vào óc sáng tạo của bạn. Nếu bạn muốn sở hữu một đôi xăng đan ngầu đét, hãy tự làm một đôi. Xinh xỉu. Wow, em sẽ lấy. Yay, bye nhé. Ước gì mình được đi tiệc. Nhưng mình chẳng có gì để mặc. Ôi thì... Xem tiếp nào. Cái gì đây ta? Áo sơ mi, váy, rẻ lau. Gì cũng được. Còn gì khác không? Hả? Gì đây? Wow! Tự ra rồi! Cảm ơn cưng! Cậu có phải là nàng tiên không? Này! Cậu đang đùa tôi à? Không! Úi nhầm! Xin lỗi! Chắc cậu sẽ thích bộ này! Wow! Đẹp lộng lẫy luôn! Không biết nữa! Thế lệch sao ấy? Thử bộ này coi! Chẳng không cần chỉnh! Đẹp dã man. Nhẹ cả người. Chúc vui vẻ tại bữa tiệc. Đi khỏe vui nhá. Nơi này đỉnh quá. Wow. Trông đây thật đẹp. Ôi chào. Đó là váy của tớ à. Xấu hổ chết mất thôi. Ôi không. Việc này không ổn chút nào. Mình sẽ làm cho nó khác đi vậy. Chiếc váy này áp sẽ tạo nên sự khác biệt. Đó là một màu hoàn toàn khác. Xin chào, vải đâu? Hãy đợi đến khi bạn thấy tớ làm gì với tấm vải. Sẽ chẳng lo đụng hàng nữa. Chắc chắn luôn. Được rồi, gài vào chiếc gọn nè. Vậy là xong. Chào cậu. Wow, bộ đồ đó đẹp quá. Tớ rất thích màu xanh này. Tớ nghĩ cậu sẽ nói thế. Nhảy thôi. Tới ngay. Đã đến lúc bắt tay và dọn dẹp chỗ này rồi. Phù, đúng là mệt dã man con ngan luôn. Ý, có tin nhắn. Để xem có gì nào. Brian mời mình đi chơi tiệc nè. Khoan đã. Mình trông thấy gớm quá. Cứ như nàng lọ lem phải đi cọ rửa lò sưởi ấy. Mình không thể đi chơi trong bộ dạng thế này được. Làm sao mà để Brian nhìn thấy cơ chứ? Ước gì có bà tiền đỡ đầu nào biến mình thành nàng công chúa lộng lẫy nhở. Bỏ ít ra là giúp mình xinh hơn. Úi, đường xá dạo này sóc thật đấy. Tiền đỡ đầu tới rồi đây. Ôi, tại sao con khóc vậy? Con muốn đi chơi bữa tiệc với anh Brian. Nhưng con nhìn bẩn thỉu nhem nhóc quá ạ. Chuyện này đúng là nghiêm trọng đấy. Nhưng ta giúp được. Đứng dậy nào. Vâng, nhưng xin bà đừng mang con chuột nào vào nhà nhó. Dù cho chúng có thể khâu vá. Bước 1, bỏ đôi găng tay ấy ra nào. Để coi, còn gì ta? À phải, tóc con. Con chưa gì đã thấy con xinh hơn rồi ạ. Chúng ta cần quần áo nhưng con lại bảo là không xài chuột à? Ý trời, ta bảo là không chuột cơ mà cái đũa cùi bắp này. Không xài chuột. Chuyện gì vậy ạ? Sao con thèm phô mai quá đi? Ôi đừng bận tâm con yêu, thử cái này đi.
Đây không phải phong cách của con đâu ạ. Lũ chuột thưởng của gu thời trang rất tốt đó. Nhanh lên nào cái đũa hâm hấp này, đừng làm ta thất vọng. Đũa hết phép mất rồi. Ta lỡ dùng hết để biến con lại như trước đó. Con xin lỗi nhưng giờ con phải thay đổi gì ạ? Đừng lo, để ta sửa áo cho. Tháo mấy cái cúc dưới này và đưa một vạt lên đây nè. Giờ quấn quanh vạt này và buộc thật chặt nhá. Đấy, xinh hơn hẳn. Con nghĩ sao nào? Con nghĩ bà là bà tiên đỡ đầu tuyệt nhất đó ạ. Ồ, không có gì đâu bé con. Giờ thì đi quẩy vui nhá. Khoan đã Berry ơi. Ta cần có phép thuật mới về nhà được. Thôi, chắc ở lại đây một lúc vậy. Rồi bạn mang cả hai qua đây. Đó là cách bạn tìm ra X. Này, một buổi hòa nhạc rock. Là tối nay. Nhìn kìa, chúng ta phải đi thôi. Chà, lên đồ thôi. Đợi một chút. Tôi phải đeo vòng đã. Và vương miện nữa. Đã, vì tôi là công chúa. Một công chúa sang chảnh. Chính xác luôn. Đợi đã, phải dặm phấn một tí đã. Ôi không, hắt xỉ mạnh quá. Ôi, ồ không. Thế này không ổn. Nó khá là ghê. Đợi đã. Nhìn kìa, mặc cái này đi. Được rồi. Tôi thấy kỳ kỳ sao á. Nè, lật nó lại. Được rồi. Đúng vậy đấy. Thật sao? Bây giờ hãy kéo nó. Được rồi. Thế này hả? Chà, trông cực kỳ cháy luôn. Bạn thích à? Cháy thôi. Chà, chắc tôi sẽ mặc cái này. Chán quá. Mình sẽ không bao giờ đủ ngầu để làm điều đó. Nhưng vẫn còn hy vọng mà. Bạn cần biến áo sơ mi trơn thành xanh điệu. Chỉ cần ủi lên đó một hình ảnh đẹp mắt. Giấy sáp rất hữu ích đấy. Chỉ cần bóc nó ra và đã đến lúc bùng nổ rồi. Thật tuyệt phải không? Wow. Tôi cũng nghĩ vậy. Yeah, muốn đeo vòng cổ của tôi không? Tôi á? Chắc chắn rồi, nó sẽ trông rất ngầu đấy. Thật tuyệt vời. Cùng quẩy nào. Được rồi cả lớp, hôm nay chúng ta có bài kiểm tra. Mình đã học bài rồi nhưng vẫn chẳng hiểu gì cả. Bài này dễ ở đấy mà. Mình thích kiểu phương trình này. Và giờ chuyển sang câu hỏi trắc nghiệm. Chắc chắn mình sẽ được điểm A. Cái quái gì? Sao cậu ấy làm bài nhanh như gió vậy chứ? Hay là nhờ cậu ấy? Này, cậu ơi, tên cậu ấy là gì ta? Stacy, Stacy ơi. Gì? Làm ơn giúp tớ bài này, tớ chẳng hiểu gì cả. Đi mà. Không. Hả? Không, cậu đang đùa tớ à? Làm gì mà kỳ bo như thế chứ? Nhưng mình đã nghĩ ra một ý tưởng khác rồi. Đã đến lúc rút tiền ra. Mình có thể trả tiền cho cậu ấy. Lần này chắc đủ rồi. Stacy, tiền nè. Tớ biết cậu thích tiền mà. Rồi, nếu một tờ không được thì một xấp nhé. Cả một xấp tiền luôn đấy. Nếu cậu nhắc bay tớ. Hả? Cả một xấp. Trời đất ơi, quá trời tiền luôn kìa. Cả đống tiền luôn. Mình có thể dùng tiền đấy mua nhiều thứ mình thích. Alo, tớ giờ rồi, không biết cậu có nghe chưa? Mình có thể trở thành người ném tiền qua cửa sổ. Em gửi thầy ạ, ngân đó đủ để mua điểm A rồi phải không ạ? Không đời nào, mình không muốn trở thành kiểu người ấy. Tớ không cần tiền của cậu, Mickey. Nhiều tiền để mà làm gì nếu mình không thể qua môn? Mà chờ một chút, cậu ấy xem phao kìa, cậu ấy có giấy phao. What? Mình cũng phải nghĩ cách làm bài thôi. Túi đâu rồi? Được rồi, tiền không mua được cậu. Vậy thì thỏi vàng này cũng không ăn thua. Sao mình mang một đống điện thoại đến trường làm gì?
Trời ạ, chắc chắn nó ở trong này mà. Yes, đây rồi nè, rõ ràng mình đã cho bộ VR vào. Đeo tai nghe vào nè, mong là cách này hiệu quả. Trời đất ơi, y như thật. Nhưng không, thầy giáo vẫn đang ngồi ở bàn. Nhưng qua VR, mình đã thấy đáp án cho bài kiểm tra này. Đã đến lúc đạt điểm A cộng cho bài toán. Cái quái gì? Cậu ấy lấy cái đó ở đâu ra? Và cậu ấy làm gì kia? Cậu ấy không biết đang trong giờ kiểm tra hay sao? Có phải cậu ấy đang làm bài trong VR không? Như thế thì có gì tốt hơn so với làm bài ngoài đời thực? Khoan, cậu ấy đang viết câu trả lời thật kìa. Chà, cậu ấy đang không nhìn nên mình cứ tự nhiên thôi. Không, Stacy, dừng lại ngay. Đến giờ đi dạo phố buổi tối rồi này. Gió lạnh quá vậy ta. Có vẻ mình mặc đồ không hợp lắm với thời tiết hôm nay rồi. Ngoài kia gió lồng lộng luôn á. Để cuốn chiếc khăn gió ấm vào nè. Ý trời, mình quàng dở thật. Để làm lại cái nào. Không, thế cũng chưa được. Chả kiểu nào ổn hết đó. Mình phải làm gì bây giờ? Ủa, Betty, sao trông cậu chán đời thế? Tại cái khăn quàng này á. Đưa đây cho tớ. Betty ơi ơi, để tớ giúp cậu với cái khăn quàng này nha. Rồi nè, tớ sẽ quấn quanh cổ cậu rồi kéo bên này dài hơn bên kia. Sau đó, quấn hai vòng và vòng đầu dài quanh cổ cậu. Giờ cậu chỉ cần nhét đầu này vào đây là xong. Wow, vừa xinh vừa thời trang luôn á. Cảm ơn cậu nhiều nha, Bella. Giờ mình đã sẵn sàng tung tăng trong thời tiết này rồi. Wow, tờ báo này ở đâu ra vậy bà con ơi? May mà không ai nhìn thấy đó. 2004, 2005. Hả? Cô Ellie, cô có tin nhắn. Anh có thể đến đây. Cảm ơn anh. Chào cô. Hẹn hò. Đây là trường hợp khẩn cấp. Vậy là mình phải dùng chai nước hoa mình thích. Ôi, túi của tôi. Ôi. Mình đã làm gì thế này? Ôi trời. Mình có nên hủy không? Này, mình không thể đến được. Mà thôi kệ đi, thật hoàn hảo. Đầu tiên hãy cắt dọc theo đường may này. Sau đó bôi keo dán vải vào đây. Gấp và kẹp lại. Sau khi khô thì đục hai lỗ và gắn những miếng kim loại này vào. Gắn thật chắc đó nha. Sau đó là dây chuyền vàng. Sâu nó vào và khóa lại. Dễ thương thật đấy. Xong rồi. Đúng là trong cái rủi có cái may. Tốt hơn nhiều. Ngày hẹn hò chính thức trở lại. Suýt quên. Mình phát minh ra mìm hay dã man. Nhưng muốn uống gì đó giải khát đã. Hả? Không đời nào. Có nắp chai nhựa này. Hôm nay may mắn quá đi mất. Vẫn còn ngửi thấy mùi nước ngọt. Mình sẽ thêm nó vào bộ siêu tập nắp chai nước ngọt. Trời đất ơi, anh ấy đến. Wow. Nhìn mái tóc kìa. Và đường hàm, áo khoác nữa. Anh ấy đang đi về phía này. Và mình sẽ có thể ngửi anh ấy. Ủa gì vậy? Thế là sao? Anh ấy đang nói chuyện với con nhỏ á? Cái gì vậy trời? Sao có thể như vậy cơ chứ? Này, nhìn em nè. Em đang đứng ở ngay bên này. Xin chào, ai đã chú ý đến tôi đi. Sao họ có thể lờ mình đi như không thấy? Ghét quá đi mất, không công bằng. Có một thứ luôn luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Tiền tươi thức thật. Em chỉ đang quà cho đỡ nóng thôi. Đùa tôi hay gì? Anh ấy nhìn rồi lại quay đi ngay.
À phải, bộ sưu tập của em mới thêm cái nắp này nè. Wow, ừ đúng là có mùi nước ngon nhỉ. Vậy ra anh thích đồ có mùi thơm. Chà, game này thì chị không ngán đâu. Chỉ cần xin nước hoa yêu thích trị giá 1.000 đô này mà thôi. Ok là, thế là đủ rồi. Bước đi nào. Eo ơi, anh ngửi thấy không? Ừ, mùi này khó ngửi quá. Khó ngửi á? Nhưng mà được đắt tiền đấy. Sao không có cách nào có tác dụng? Cậu ta có gì mà mình không có? Cậu ta có ba lô vẫn chưa đóng khóa kìa. Thế mình ngọt lắm phải không? Vậy thì mình sẽ cho. Đây là ý tưởng hay nhất của mình. Chắc cậu ta biết tay. Đổ vào này, hết rồi. Giờ thì đợi. Này, ôi không. Hình như có nước gì ra từ cặp của em. Em có thứ gì có thể chảy ra như thế kia không? Không, em có mang nước hay cái gì đâu. Hả? Ồ, cứ kệ tớ. Tớ chỉ đang nghĩ đến Mim thôi. Thật sao? Vì nhìn em anh thấy khả nghi lắm. Em chắc chắn đã làm gì đó phải không? Thừa nhận đi. Em đổ nước ngọt vào cặp của cậu ấy. Này, đừng đi. Ít nhất là đừng đi nếu thiếu em. Không công bằng. Sao không có ai thích mình? Thì tớ thích cậu. Ồ, vậy cũng được. Tớ chẳng có gì để mất. Cậu có thật luôn à?